Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái phương pháp cất cánh nghệ thuật cho vẹt cửa không. Thì nếu mà các bạn nghĩ rằng cất cánh chỉ cần cất xoẹt cái là xong thì nó rất là đơn giản. Nhưng đây nếu mà cất cánh nghệ thuật thì các bạn để những người nhìn từ bên ngoài vào thì các bạn nhìn tưởng như là chú vẹt chưa chưa hề cất cánh. Để các bạn nhìn thì nhìn nó vẫn rất là nghệ thuật. Còn nếu mà chúng ta cắt xoẹt hết thì nhìn nó rất là buồn cười. Thì cất cánh, tại sao phải cất cánh vẹt? Thì từ xa xưa đến giờ thì như các bạn biết là nếu để nuôi vẹt để chơi thì rất nhiều người phải cất cánh chú vẹt, bởi để chú vẹt sẽ được chung thủy với mình, sẽ không bay mất và nó sẽ khi ta chơi nó sẽ rất là an toàn. Thế cho nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái phương pháp cất cánh này để cho các bạn có thể là tham khảo, làm sao để chú vẹt của mình khi cất cánh vẫn là đẹp và vẫn mang tính chất thẩm mỹ. Và tôi sẽ xin mời các bạn xem chi tiết. Thì như các bạn biết là để cất cánh chim vẹt ngược hồng thì tôi sẽ làm chuẩn bị một số bước sau đây. Thứ nhất là các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái kéo thật sắc. Thứ hai là sẽ phải có một người giữ để cắt. Thì con vẹt này tôi đã cắt cánh rồi, cho nên chút nữa tôi sẽ quay cận cảnh để các bạn xem thôi. Còn tôi sẽ không cắt nữa, tại vì tôi đã cắt nó rồi, cho nên tôi chỉ quay cận cảnh thôi. Thì các bạn thấy là khi các bạn đã cắt như này đấy, các bạn nhìn từ xa thì lông cánh nó dường như là vẫn còn nguyên. Nếu các bạn tinh ý hoặc là các bạn thường xuyên tiếp xúc chơi với vẹt thì các bạn có thể vẫn biết là chú vẹt này đã được cắt cánh rồi. Còn nếu nhìn từ ngoài thì có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng con vẹt này vẫn chưa cắt cánh. Thế thì nếu chúng ta mà như đầu tiên tôi nói, nếu chúng ta cắt toàn bộ cánh của chúng đi thì nhìn rất là xấu và nó an toàn nhưng nó rất là xấu, và khi nếu chẳng may mà chúng ta chơi trên tay mà nó rơi xuống đất thì nó sẽ không thể tiếp đất được một cách nhẹ nhàng và sẽ khiến cho chú vẹt có thể là gãy chân hoặc là sẽ làm cho chú vẹt là bị chấn thương. Cho nên khi mà chúng ta cắt nghệ thuật này nó cũng có một cái ưu điểm là nó có những cái ưu điểm là thứ nhất là chú vẹt nhìn vẫn đẹp. Thứ hai là chú vẹt sẽ khi mà rơi từ độ cao khoảng 1-2 mét xuống thì chú vẹt vẫn có thể tiếp đất được một cách bình thường và nhìn rất thẩm mỹ. Cho nên các bạn hôm nay tôi chia sẻ cái phương pháp cắt cánh vẹt thẩm mỹ như này để các bạn thấy được, và thứ hai là nó vẫn giữ được cái nét đẹp cho chú vẹt. Thì các bạn biết là chú vẹt được khoảng 3 tháng tuổi thì khả năng bay bắt đầu tốt rồi. Thì các bạn sẽ cắt từ thời điểm 3 tháng tuổi. Thì đối với loài chim nói chung, loài vẹt nói riêng, thì riêng về vẹt thì cái độ tuổi thay lông là 1 năm trên một lần. Thì khi chúng ta mà cắt được 1 năm thì chúng ta sẽ 1 năm sau thì cánh của chú vẹt sẽ mọc, và khi mọc thì những cái chân của cánh cũ nó sẽ bị rụng. Thì lúc này các bạn chờ một thời gian, khi cánh dài các bạn muốn cắt thì các bạn lại phải cắt, chứ các bạn không để ý là nó sẽ đến thời điểm bay là nó sẽ bay. Tuy nhiên đối với những các bạn có những cái thời gian để các bạn huấn luyện chú vẹt như free fly hoặc là gọi bay tới, thì khi được huấn luyện nhuần nhuyễn rồi thì có thể là cũng sẽ không phải cất cánh. Nhưng thực sự để huấn luyện như vậy thì các bạn phải có rất nhiều thời gian và có kỹ năng các bạn mới làm được như vậy. Theo tôi, để các bạn có thời gian thì các bạn để xin lỗi để các bạn có một chú vẹt chung thủy thì các bạn sẽ nên cất cánh là một cách giải pháp tốt nhất để các bạn có được chú vẹt lâu dài. Thế thì để quay vào vấn đề chính thì tôi không nói dài thêm nữa. Quay vào vấn đề chính thì tôi sẽ ra cái cánh của đôi chim ra.
để các bạn thấy một cách chi tiết. Và tôi sẽ đeo cái găng tay vào để cho chú vẹt, khi chú vẹt cáu, chú vẹt có thể cắn thì sẽ không ảnh hưởng gì. Các bạn hãy xem clip. Thì như các bạn biết là đây, khi mà chú vẹt đã cắt cánh rồi thì tôi giơ cánh để cho các bạn xem. Không không giỏi đó, các bạn nhìn thấy ở cái điểm này là tôi cắt ở ngoài là hai chiếc đó, các bạn nhìn thấy chưa, hai chiếc. Và sau hai chiếc đó thì tôi sẽ để lại hai chiếc đây, các bạn nhìn thấy đây, một chiếc dài chiếc ngắn này đó, nó tức là cắn đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, tôi sẽ để lại hai chiếc này. Đấy, hai chiếc. Và sau hai chiếc để đó thì tôi sẽ để tôi sẽ cắt là 6 chiếc. Đây, 6 chiếc bằng nhau. Và ở phía trong các bạn đừng cắt nữa. Các bạn chỉ cắt bắt đầu từ hai chiếc để lại cho đến chỗ giáp này là 6 chiếc. Còn ở trong mà các bạn cắt là nó sẽ hở lưng, khi mà chú vẹt chụm cánh lại thì nó rất là xấu. Đó. Và bên này cũng vậy, thì cũng như vậy. Bên này cũng như vậy, đấy là tức là cắn đấy. Đó. Bên này cũng như vậy, đây các bạn nhìn này. Cũng ngoài cắt hai cái, sau đó để hai cái và cắt 6 cái. Sau cái hai cái để đó. Thì vẹt thì như các bạn biết là thường là khi mà động vào cánh của nó rất nhạy cảm, cho nên nó hay phản xạ là như vậy. Cho nên các bạn cũng qua đây các bạn cũng biết thêm được cái đặc tính của chú vẹt. Khi mà ta muốn mà chú vẹt khi mà ta chạm vào vai, vào cánh nó mà nó không phản ứng thì các bạn phải chạm từ bé rất nhiều là nhiều để nó sẽ không phản ứng. Còn nếu không thì khi các bạn chạm vào cái điểm nhạy cảm này thì nó sẽ tức là cắn hoặc là nó sẽ sợ. Thì đây là cái cách cắt nghệ thuật của tôi. Còn có một cách nữa là các bạn, tôi cũng chỉ cho các bạn luôn xem, là một cách nữa là các bạn, đây là bên cánh, các bạn sẽ để ba cái ngoài cùng, sau đó các bạn tiếp theo là các bạn cắt 6 sợi. Và bên này cũng vậy, nếu các bạn cắt cái theo cái cách hai thì các bạn cũng sẽ để như bên kia, ba cái ngoài cùng các bạn để, sau đó các bạn cắt 6 cái kế tiếp. Như vậy cũng là một cái phương pháp cắt cánh nghệ thuật. Nhưng cái phương pháp vừa rồi, cái phương pháp thứ hai này thì tôi cũng nói cho các bạn biết là nếu các bạn có chơi thì các bạn cũng chơi ở trong phòng kín. Còn nếu chơi ở ngoài thì đôi khi chú vẹt ở cái độ cao khoảng 2 đến 3 mét hoặc là khoảng gần 2 mét thì khi mà có đào thì chú vẹt cũng sẽ bay được khoảng cách rất xa, thì các bạn này có thể lại phải đi bắt trở lại. Có thể là chú vẹt cũng sẽ không bay mất được, nhưng nó sẽ bay được xa và có thể nó cũng bay được lên ngọn cây. Thế cho nên là cái cách hiện tại của tôi này thì các bạn sẽ có thể là mang ra ngoài chơi được. Như cái video cách đây vài hôm tôi làm là về phương pháp tắm cho vẹt được không, thì tôi đã đưa chú vẹt ra ngoài và cho chú vẹt tắm, cũng không cần phải xích gì cả. Đấy, đây là phương pháp an toàn nhất và nó cũng mang tính chất thẩm mỹ. Còn cái ở cái đầu video tôi nhắc đến là các bạn cắt cánh của chú vẹt chui. Ví dụ các bạn cắt toàn bộ từ phía ngoài này vào phía trong 6 chiếc, các bạn không để một chiếc nào cả, bên này cũng vậy. Thì khi mà ta nhìn chú vẹt vào nó lúc nào cũng chui thủi lụi thì nó rất là xấu, nhìn nó mất cái độ thẩm mỹ. Cho nên là các bạn cố gắng là cắt cánh theo cái phương pháp mà tôi vừa chia sẻ để đảm bảo rằng là chú vẹt của bạn luôn luôn được thẩm mỹ. Và khi mà không may các bạn chơi trên tay ở cái độ cao 1-2 mét thì chú vẹt cũng có thể là tiếp đất được một cách bình thường, an toàn cho chú vẹt. Còn cắt trụi thì như tôi vừa nói đấy, cắt trụi hết hết cái khoảng này thì khi mà ở độ cao 1-2 mét thì chú vẹt rơi xuống có thể là chú vẹt sẽ tiếp đất và không tiếp đất được một cách nhẹ nhàng, thì có thể sẽ làm gãy chân hoặc là làm tổn thương đến chú vẹt thì nó rất là đáng buồn.
Vậy qua đây tôi đã chia sẻ cho các bạn cái phương pháp cắt cánh vẹt một cách thẩm mỹ để các bạn vẫn giữ được vẻ đẹp của chú vẹt, và thứ hai là các bạn khiến cho chú vẹt an toàn khi mà không may chú vẹt rớt từ trên độ cao xuống. Chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu các bạn có gì thắc mắc hãy để lại những cái ý kiến ở phía comment bên dưới, tôi sẽ nhiệt tình để trả lời các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.